tác thi đua khen thưởng. Và trong buổi chiều nay thì dự và chỉ đạo tiếp tục hội nghị thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Văn Thuận, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Tùng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn. Còn các cái thành phần khác thì vẫn như buổi sáng nay, thì buổi chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng. Thì theo kế hoạch thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 16:30 và người trực tiếp làm việc cùng với các đồng chí là tôi. Thì cũng báo cáo thật với các đồng chí là với những cái hội nghị lớn như thế này ấy, thì cũng phải tầm như cô Huyền lúc sáng thì mới là uy lực, đúng không ạ? Thế còn với công tác thi đua khen thưởng này thì cũng xin thưa thật với tất cả các đồng chí, năm nay chúng ta có luật thi đua khen thưởng mới và Trung ương, Bộ Nội vụ thì có tập huấn, triển khai tập huấn. Thế nhưng mà nhiều tỉnh thì chưa tập huấn, chưa triển khai chi tiết. Với Bắc Ninh của chúng ta thì cũng chưa tập huấn cái luật thi đua khen thưởng mới. Và luật thi đua khen thưởng mới thì có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Cái ngành giáo dục của chúng ta thì có đặc thù riêng, lại theo năm học. Đấy, hết nửa năm 2024 thì tỉnh Bắc Ninh mới ban hành được quy định về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo luật thi đua khen thưởng mới. Tức là ngày 31 tháng 5 mới có. Đấy, thì chúng ta hiểu là với ngành giáo dục của chúng ta, việc thực hiện luật thi đua khen thưởng mới này là đầu tiên. Còn tất cả các ban ngành khác, người ta thực hiện theo năm tài chính ấy, đến cuối năm cơ, tháng 12 thì người ta mới làm. Và chính vì chúng ta là đầu tiên mà Bắc Ninh thì lại chưa tập huấn cái nội dung này, nên đến thời điểm này thì kết quả về công tác thi đua khen thưởng của ngành giáo dục đào tạo chung của cả tỉnh Bắc Ninh thì hiện nay với cấp tỉnh là chưa xong, cấp thành phố của chúng ta xong rồi. Đấy, ngày hôm qua thì ngày hôm kia Sở Nội vụ vẫn tiếp tục gửi những cái yêu cầu về cho các đơn vị được khen từ cấp tỉnh trở lên về việc điều chỉnh, bổ sung, báo cáo thành tích nó chưa được theo đúng quy định. Đấy, thì đối với ngành của chúng ta thì công tác thi đua khen thưởng năm nay nó như là cái gọi là thí điểm đầu tiên. Đấy. Thế còn đối với thành phố của chúng ta thì cũng có hướng dẫn, nhưng mà hướng dẫn thì từ đầu năm 2024. Đấy, nhưng mà đến tháng 5 thì mới có hướng dẫn của tỉnh. Thế nên là nó cũng bị vênh, và phải đến tháng 6 thì thành phố của chúng ta mới hướng dẫn riêng cho ngành giáo dục. Thế về chiều nay thì chúng ta tập huấn công tác thi đua khen thưởng. Thì nói đến công tác thi đua khen thưởng ở đây ấy, thì các đồng chí cán bộ quản lý thì nắm rất rõ rồi. Đặc biệt là các đồng chí là hiệu trưởng của các nhà trường, chủ tịch công đoàn của các nhà trường, mà những trường mà thường xuyên thành tích cao thì các hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn của những trường này nắm rất rõ. Đấy, thế còn đối với giáo viên thì lại có cái đặc thù riêng là chúng ta tập trung vào công tác chuyên môn là chính. Thế nên là công tác thi đua khen thưởng này năm nào đầu năm cũng hội nghị, cũng đăng ký, cuối năm cũng lại họp, cũng bình xét, rồi lại báo cáo thành tích, rồi nhận được kết quả giấy khen, bằng khen. Nhưng về cơ bản thì các giáo viên chúng ta đang không nắm rõ. Không nắm rõ, thứ nhất là nắm rõ luật, không nắm rõ quy trình. Đấy, vì không nắm rõ thế nên là có những cái nội dung mà chúng ta sẽ bị vướng và thậm chí là bị thiệt thòi. Đấy. Thế còn một số đồng chí ở các nhà trường có thể là ban chấp hành công đoàn mới, chủ tịch công đoàn mới, hiệu trưởng mới thì có khi cũng chưa nghiên cứu sâu,
Vì chưa nghiên cứu sâu thì dẫn đến là thiệt thòi cho nhà trường, thiệt thòi cho anh em. Đấy, đáng nhẽ là mình, trường mình có thể đạt được thành tích này này, ta đăng ký, ta phấn đấu. Thế nhưng mà mình không nắm rõ, thế nên thiệt thòi. Thế thì với cái khó khăn vướng mắc của luật thi đua khen thưởng mới thì phòng giáo dục và đào tạo, các đồng chí lãnh đạo phòng cũng chỉ đạo là chúng ta nên triển khai có một cái buổi để mà bàn về công tác thi đua khen thưởng. Tên thì là tập huấn, thế nhưng mà tôi thì không dám nhận là tập huấn, tại vì tập huấn phải là những chuyên gia, mà tôi thì không phải. Đấy, tôi thì cũng như các đồng chí thôi. Thậm chí là nếu mà để mà hiểu sâu từ trước nữa thì còn có khi không bằng cả các đồng chí hiệu trưởng mà kinh nghiệm lâu năm rồi. Thế nên là hôm nay với chuyên đề này mà tôi được giao nhiệm vụ cùng chia sẻ với các đồng chí những cái điều mà còn khó khăn, còn vướng mắc để chúng ta làm tốt hơn trong công tác thi đua khen thưởng của ngành. Đấy, thì trong cái quá trình mà triển khai thì các đồng chí theo dõi có những cái nội dung nào cần ý kiến thì sau chúng ta sẽ ý kiến. Tôi sẽ cố gắng là truyền đạt mà chia sẻ với các đồng chí, cố gắng là nhanh nhất có thể, khoảng 90 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ giải lao khoảng 10 phút. Thì đến phần các ý kiến thì các đồng chí có thể ý kiến. Nội dung nào mà tôi có thể giải đáp được thì sẽ giải đáp được luôn ở tại hội nghị này. Và ở đây thì có các đồng chí lãnh đạo phòng, các đồng chí phụ trách chuyên môn của các bậc học. Đấy, liên quan đến nội dung nào thì cũng sẽ giải đáp cho các đồng chí. Đấy, thì tinh thần là chúng ta cố gắng kết thúc vào lúc 16:30. Để chiều nay sau một ngày thì có thể là vượt qua cái vùng an toàn, các trường có cái chương trình riêng. Đó. Đi vào nội dung chính của chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng. Tôi thì cũng cố gắng là mấy hôm vừa rồi thì cũng soạn lấy một cái bài trình chiếu PowerPoint để làm sao mà gần gũi nhất, dễ hiểu nhất để các đồng chí nắm được. Về chuyên đề công tác thi đua khen thưởng thì nội dung chính thì chúng ta sẽ xoay quanh luật thi đua khen thưởng. Đấy, từ đó thì chúng ta thực hiện liên quan đến nó. Về nội dung thì sẽ có 3 nội dung chính sau đây. Nghe chờ một chút để đồng chí Dương kết nối lên màn hình. Vâng, lần đầu tiên mà chúng ta tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác chính trị tư tưởng hè và lại được trực tuyến tới tất cả các nhà trường, thì cái này là cái cố gắng rất lớn của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của phòng cũng như là các nhà trường. Về nội dung của buổi chiều hôm nay về công tác thi đua khen thưởng gồm có 3 cái nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu các quy định về công tác thi đua khen thưởng. Thứ hai là chúng ta sẽ tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị mình như thế nào. Và thứ ba là chúng ta sẽ thảo luận và sẽ kết luận hội nghị.
điều gì? Ôi, các đồng chí thông cảm là đường truyền thì nó có vấn đề. Chắc là sóng lên đến đây nó bị đánh ngược lại. Thôi, chúng ta cứ tạm thời là chưa có cái màn hình liên quan đến cái nội dung vậy. Vào cái nội dung thứ nhất là các quy định về thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Thì có 4 cái quy định mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là căn cứ vào luật thi đua khen thưởng năm 2022. Thứ hai là căn cứ vào nghị định số 98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Thứ ba là căn cứ thông tư số 01 của Bộ Nội vụ quy định về biện pháp thi hành luật thi đua khen thưởng. Và cái thứ tư là căn cứ vào các quy định của tỉnh, của ngành và của thành phố. Đấy, 4 nội dung này thì chúng ta làm căn cứ để chúng ta thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng. Cái luật thi đua khen thưởng thì được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ 3 và thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022. Và với tỷ lệ biểu quyết là 85,14% đại biểu tán thành. Và luật này thì có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Về luật thi đua khen thưởng thì gồm có 8 chương và 96 điều. Thì rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến những cái nội dung nào mà liên quan đến ngành của chúng ta thôi.
gì không? Em vẫn chưa cả vào được đấy mà. Giả lù vừa lấy thoát rồi. Cho em vào đi. Buổi sáng nay thì cô Huyền, cô Truyền Đạt thì rất là vui, phấn khởi, thoải mái. Mọi người chăm chú, không dùng điện thoại, tập trung hết lên đây. Buổi chiều nay thì liên quan toàn đến luật, khô khan, trưa thì mất ngủ, ăn thì vội, mà giờ lại nghe những cái này. Trong khi đó thì lại đường truyền thì lại sóng đi ở đâu ấy, giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi mong các đồng chí thông cảm. Đấy, số vất vả nên là nó thế. Sao lại không được? Vâng, về công tác thi đua khen thưởng, luật thi đua khen thưởng ấy, thì các đồng chí xem để ý ấy, thì luật ghi như thế này: luật thi đua phải sau mới khen thưởng, tức là hai cái này là hai nội dung là khác nhau nhưng lại gắn liền với nhau. Thế nên là một số đồng chí bị lẫn cái chỗ này ấy. Thế nên là khi mà làm báo cáo thành tích ấy, là bị lẫn lộn. Người ta yêu cầu mình kê cái phần danh hiệu thi đua đạt được thì mình toàn giấy khen của cấp này, cấp kia, đạt năm bao nhiêu, quyết định nào, không đúng. Cái phần khen thưởng thì lại kê là em đạt lao động tiên tiến năm này, năm kia, thì lại không phải. Đấy, thì ở cái phần này là hai nội dung thi đua, khen thưởng. Vâng, sóng đã tới nơi rồi. Về thi đua ấy, thì theo luật thì là như thế này: thi đua là hoạt động có tổ chức do người có thẩm quyền phát động với sự tham gia tự nguyện của cá nhân và tập thể. Tự nguyện ấy, chúng ta không ép buộc được. Thế nên là đầu năm ấy, thì mới có hội nghị để chúng ta đăng ký. Nếu không đăng ký thì đến cuối năm bảo tôi cái này tôi có đăng ký đâu, tôi có tự nguyện đâu, này ép tôi phải thành tích này thành tích kia. Đấy, với mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ để đạt được cái thành tích tốt nhất của mình. Thế còn khi thi đua tốt rồi thì tương ứng thì sẽ có các danh hiệu thi đua. Cái danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân tập thể trong công tác thi đua. Bằng lợi ích vật chất thì cái này là theo quy định rồi. Với
danh hiệu thi đua này thì được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Hiện nay lương cơ bản đã cao, thì tương ứng với đó thì các danh hiệu thi đua được bao nhiêu phần trăm với bậc lương cơ bản thì chúng ta được lĩnh theo đúng quy định. Với thành phố Từ Sơn thì các cái danh hiệu thi đua ở cấp thành phố đã xong và chủ tịch thành phố ký quyết định là sau ngày 1 tháng 7. Thế nên là ta được hưởng theo cái mức lương cơ sở mới. Thế còn những huyện nào mà làm trước, một số huyện thì tôi thấy bảo là chủ tịch ký trước 1 tháng 7 để đỡ tốn tiền. Bỏ thế thì thôi lại không động viên được rồi. Từ Sơn là cứ phải chờ lương thật cao mới ký. Đấy, Từ Sơn là ký sau 1 tháng 7. Thế nên là sau buổi này thì tuần sau phòng giáo dục sẽ gửi tới các nhà trường cái danh hiệu thi đua cũng như tiền thưởng liên quan đến thành phố đã ký để các trường sẽ trao tặng trong khai giảng hoặc là hội nghị viên chức người lao động. Về khen thưởng thì là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích. Và mục tiêu của khen thưởng thì nhằm khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua, ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể trong cái công tác. Đấy, thì khen thưởng thì cũng như vậy. Đấy, ngoài cái giấy khen, bằng khen thì đi kèm với nó thì là tiền thưởng, đó là lợi ích vật chất. Về nguyên tắc thi đua khen thưởng thì có 3 cái nội dung. Thứ nhất là việc thi đua thực hiện theo nguyên tắc sau đây. Đó là thi đua phải tự nguyện, tự giác, công khai và minh bạch. Thì cái này nhiều trường làm tốt lắm rồi, nhưng nhiều trường chưa tốt. Một số giáo viên, nhân viên ở dưới trường ấy, có thể là cá nhân không để ý, hoặc có thể nhà trường chưa công khai minh bạch tốt. Đến cuối năm rồi nhưng em chả biết trường em ai đăng ký chiến sĩ thi đua, ai đăng ký là đạt danh hiệu thi đua nào. Vậy thì chúng ta làm tốt hơn nữa cái việc công khai minh bạch nội dung này. Từ đầu năm đã đăng ký rồi, hội nghị chúng ta cũng đã tổ chức và cũng nói rõ rồi. Vậy thì công khai minh bạch hơn nữa thì để toàn thể mọi người ở cơ quan đơn vị mình nắm được. Cái thứ hai là phải đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Cái thi đua để tránh cái tình trạng là thành ganh đua. Đúng không ạ? Đấy, sợ nhất là từ thi đua thành ganh đua. Thế là đáng nhẽ là em được đăng ký chiến sĩ thi đua, giờ em không được, người kia được, trong khi đó thành tích rồi chuyên môn không bằng. Thế là ganh đua, cứ phân nhiệm vụ gì cho thế là đã có người kè kè để xem là làm không tốt, rồi phản ánh rồi. Đúng không ạ? Đấy. Thì đấy, phải đoàn kết, hợp tác, cùng giúp đỡ nhau để đạt được cái danh hiệu thi đua, chứ không phải là ganh đua. Thứ hai là việc khen thưởng thì phải đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, công bằng và kịp thời. Cái khen thưởng đầu tiên là phải chính xác, có thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó. Để tránh là người thành tích yếu hơn lại được khen, người thành tích cao hơn lại không được khen. Đấy, và công khai, được khen mừng quá mà lại không được công khai. Thế công khai ở đây ví dụ như là chúng ta gửi lên toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường được biết, hay là trong các hội nghị thì chúng ta tổ chức để trao những cái phần thưởng này. Đấy là công khai. Thế còn minh bạch, công bằng, kịp thời. Đấy. Cái kịp thời ở đây thì mấy năm vừa rồi thì thành phố làm cực kỳ tốt và nhiều trường cũng như vậy. Kịp thời đây là gì? Có những giáo viên, nhân viên hay học sinh đạt thành tích cao thì về phòng giáo dục tham mưu
khen đột xuất ngay. Đấy, đặc biệt là cái dịp kỷ niệm năm ngoái 40 năm Ngày Giáo Việt Nam, rất nhiều đợt là thành phố khen đột xuất, thi về cái có thành tích, tổ chức luôn khen trong hội nghị giao ban của thành phố. Cái thứ hai là phải bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng, công trạng và thành tích đạt được. Thứ ba là một hình thức khen thưởng có thể được tặng nhiều lần đối với một đối tượng. Không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích. Đúng không ạ? Một thành tích thì không khen nhiều lần. Và thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó. Ví dụ như là chúng ta đang đề nghị là khen thưởng của Hội Khỏe Phù Đổng. Vậy thì tất cả những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội Khỏe Phù Đổng, học sinh thành tích cao, giáo viên huấn luyện, thì chúng ta xét thành tích ở Hội Khỏe thôi, đạt thì chúng ta khen. Thứ tư là chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể trực tiếp lao động. Thì ví dụ với ngành chúng ta thì ai là trực tiếp? Đó là giáo viên, là nhân viên. Nếu như là cùng là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thì ưu tiên hơn đối với người trực tiếp giảng dạy, trực tiếp làm việc. Thế còn cán bộ quản lý thì ưu tiên sau, chứ không phải không ưu tiên. Đấy. Và thứ ba là bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua khen thưởng. Thì cái này thì với ngành chúng ta thì bình đẳng ở đây có lẽ là các thầy thì hơi ít, đúng không? Các cô thì nhiều hơn. Đấy, nhưng mà đây là cái quy định chung thì không nên là chỉ có mỗi phiến diện một giới nào cả. Về trong thi đua khen thưởng thì có danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Thì cả hai nội dung này thì đều có cá nhân và tập thể được danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Thế đối với danh hiệu thi đua của cá nhân thì có 4 danh hiệu như thế này. Cao nhất là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Cái này chắc khó. Tôi chưa thống kê, chưa thấy ngành mình có ai. Thứ hai là chiến sĩ thi đua của bộ ban ngành tỉnh. Với chúng ta thì chúng ta chỉ có chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thôi. Bộ giáo dục thì hiện nay không có chiến sĩ thi đua cấp bộ nữa. Thứ ba là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Thì mỗi năm ngành chúng ta có gần 200 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Gần 10%. Đấy. Ngành giáo dục nhiều chiến sĩ. Và thứ tư là danh hiệu lao động tiên tiến. Đấy, để thi đua của cá nhân chỉ có 4 danh hiệu này thôi. Nhưng đối với tập thể thì chúng ta có thứ nhất là cờ thi đua của chính phủ, cờ thi đua của tỉnh, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến. Đấy, với tập thể, với ngành chúng ta cũng có 4 thôi. Thế đi cụ thể từng nội dung một của các danh hiệu thi đua này thì có lẽ là các thầy cô quan tâm nhiều nhất đến danh hiệu thi đua với khen thưởng của cá nhân. Đấy, bao nhiêu năm được khen rồi nhưng không biết đã lần nào đọc luật thi đua khen thưởng chưa? Đã đọc các nghị định, thông tư hướng dẫn chưa? Đấy, thì hôm nay là cơ hội là nếu như mình đã đạt được rồi, à mình đạt vì thế này. Còn nếu như mình chưa thì cũng là cơ hội để mình xét xem sắp tới mình có khả năng đạt được danh hiệu này hay không. Thì tôi sẽ đi từ cái danh hiệu thi đua mà dễ được nhất cho tới cao nhất, khó được hơn. Thứ nhất là danh hiệu lao động tiên tiến. Đấy, đi làm mà không được lao động tiên tiến thấy nó cũng thế nào ấy, đúng không ạ? Nếu như mà chỉ vì vi phạm chính sách dân số mà không được thì cũng vui vui, không sao.
nhưng mà lại vi phạm chuyên môn mà lại không được thì chắc là phải xem xét lại. Đúng không ạ? Với ngành giáo dục thì thường là như vậy. Thế để đạt được danh hiệu lao động tiên tiến thì thứ nhất là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không tốt thì chả có tiên tiến gì cả. Đấy, thế nhiều giáo viên, nhân viên thế năm đó khi mà đánh giá xếp loại viên chức ấy thì viên chức lại chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thì không bao giờ được lao động tiên tiến được, không xét đến bất kỳ cái thành tích nào khác. Đúng không ạ? Đầu tiên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thứ hai là có tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Có lẽ là chúng ta hay nhắc đến từ đoàn kết. Thế anh nào mà hay gây mất đoàn kết nội bộ thì cũng phải xem xét xem là có hoàn thành tốt nhiệm vụ không. Thứ ba là lao động tiên tiến để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc cái đối tượng quy định tại khoản 1 thì đạt các tiêu chuẩn. Cái này thì là đối với các doanh nghiệp. Thế như vậy là ở đây thì để đạt lao động tiên tiến thì chúng ta đảm bảo hai nội dung thôi là được. Đầu tiên là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ hai là đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan đơn vị, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua thì đạt lao động tiên tiến. Thế cao hơn đó là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đấy, mỗi một năm 190 mấy chiến sĩ đây. Vậy thì còn lại khoảng 2.400, 2.500 người thì xem là mình có đạt được không thì để đăng ký. Thứ nhất là chiến sĩ thi đua để tặng cho cá nhân phải đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đầu tiên là phải đạt lao động tiên tiến đã. Thế đạt lao động tiên tiến thì ít nhất là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở phần trước rồi. Đúng không ạ? Nhưng cao hơn nữa, đó là phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy thì viên chức phải được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và gắn với công tác đảng, nếu là đảng viên nữa, kể cả lao động tiên tiến nhé. Để lao động tiên tiến thì nếu là đảng viên thì đảng viên cũng phải xếp lại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chiến sĩ thi đua cũng như vậy. Ở đây hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cả hai mặt. Thứ nhất là mặt công tác, thứ hai là công tác đảng. Thì nếu ai là đảng viên thì cũng phải tương ứng như vậy. Và nữa là có sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. Ở đây luật thì nói là hoặc. Thế nhưng với Bắc Ninh mình, với Từ Sơn mình thì yêu cầu là phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phải có sáng kiến. Thế nên là nếu như mà chúng ta xác định là năm nay đăng ký là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở thì từ đầu năm xác định mình phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả công tác chuyên môn của nhà trường và cả công tác đảng, đồng thời phải viết sáng kiến và đạt. Thế sáng kiến thì phải đạt từ cấp trường, sau đó phòng đánh giá đạt, rồi trình hội đồng khoa học công nghệ thành phố, hội đồng xét đạt nữa thì ra quyết định, thì đấy mới là được. Và cái sáng kiến này thì cũng xin rút kinh nghiệm luôn với các thầy cô, chủ yếu các thầy cô. Nhiều thầy cô là sáng kiến bị trùng, trùng là của năm trước. Có thể là nội dung bên trong có khác, nhưng tên trùng là không được rồi. Ví dụ này, năm ngoái là sáng kiến của tôi là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy bộ môn tin học. Ứng dụng đấy, ví dụ thế. Năm nay lại vẫn cứ ứng dụng công nghệ thông tin. Đúng không ạ? Thế là không khác rồi, tên đã phải khác rồi. Thế một số thì bảo thế khác thế nào? Đơn giản nhất là tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin. Thế nhưng mà sau đó bên trong cũng phải khác nữa. Nên là năm ngoái đã có những trường hợp là
Hội đồng Khoa học Công nghệ thành phố là gửi lại sáng kiến là của đồng chí này giống y xì của năm trước, không khác một chữ nào. Năm nay thì cũng có, bên trong thì khác nhưng bên ngoài vẫn giống. Đấy, vậy thì cái này thì các đồng chí cũng lưu ý. Để danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đấy, cấp cơ sở đã khó rồi. Đấy, cấp tỉnh thì còn khó hơn nữa. Khó nhất với chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đó là sáng kiến. Thế tiêu chuẩn của chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thứ nhất là có thành tích xuất sắc tiêu biểu được chọn trong số có 3 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Tức là chúng ta phải 3 năm liền chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 24-25 này mà chúng ta muốn đăng ký để mà đạt thì 2 năm trước là ta phải đạt, và năm nay đạt nữa thì cộng vào là 3 năm. Cái thứ hai là có sáng kiến được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong tỉnh. Thì cái này nhân rộng thì cực kỳ khó. Thế với ngành chúng ta này, sáng kiến của các đồng chí qua vòng của thành phố rồi thì gửi tiếp lên của Sở Giáo dục. Sở Giáo dục lại tiếp tục chấm. Chấm xong thì lại tiếp tục là gửi sang Hội đồng Khoa học Công nghệ của tỉnh. Và Hội đồng Khoa học Công nghệ của tỉnh thì chấm rất khắt khe, không dễ như thành phố đâu. Và người ta xét đến là anh có áp dụng được thật hay không, hay là chỉ trên lý thuyết thôi. Thế nên là năm ngoái, năm 2022-2023 thì cả thành phố Từ Sơn có mỗi một sáng kiến được công nhận cấp tỉnh. Thế năm nay thì được đông hơn một chút, được 5 sáng kiến. Đấy, thì cái này thì các đồng chí cũng lưu ý. Thế xem mình 2 năm vừa rồi đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở chưa? Năm nay có phấn đấu tiếp không? Nếu tiếp thì có đăng ký chiến sĩ thi đua cấp tỉnh không? Hay là em chỉ cần 5 năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho nó oách thôi? Đấy. Thế thì cái này các đồng chí cũng lưu tâm là nếu như đã 2 năm rồi thì cố gắng động viên tạo mọi điều kiện để năm thứ 3 nữa. Tạo mọi điều kiện nhá. Vì cái sáng kiến cấp tỉnh tôi nói lại là cực kỳ khó. Đây, ở đây có các đồng chí đạt rồi ấy, khó lắm. Qua vòng thành phố đã vừa rồi, lên đến sở đã khó rồi, lên đến tỉnh thì cực kỳ khó. Thế nên là những trường hợp như thế thì các đồng chí khuyến khích tạo điều kiện, động viên mà tạo điều kiện hết mức để có thể đạt được. Cái nội dung này mà ít quá thì cũng bị thành phố phê bình. Bảo cả ngành khoảng 2.500 người thì không có nổi đến 5 cái sáng kiến cấp tỉnh. Đấy, thì cái này các nhà trường lưu tâm. Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ui, cái này thì khó quá rồi. Nếu như mà có đồng chí nào thực sự nó thành tích đặc biệt thì chúng ta nghiên cứu cái nội dung này. Đấy, thì nó gồm thứ nhất là có thành tích xuất sắc lựa chọn trong các cá nhân tiêu biểu 2 lần liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cấp tỉnh 1 lần đã là tuyệt vời rồi, 2 lần. Đúng không ạ? Thì cái này khó. Thế còn có sáng kiến. Sáng kiến này phải được phổ biến toàn quốc. Thì đối với tập thể thì có 4 cái danh hiệu. Cái thứ nhất là tập thể lao động tiên tiến. Thì cái này là sát sườn với các trường này, đặc biệt là những trường mà nhiều giáo viên trẻ. Những trường ở khu vực khó khăn hơn một chút thì cứ cần lao động tiên tiến đã là mừng rồi. Thế nhưng mà có những trường mà thành tích đã tốt rồi thì tiên tiến nó là bình thường. Vậy thì tiêu chuẩn với luật và với của tỉnh, của thành phố thì năm nay nó khác hơn như thế nào? Thứ nhất là tập thể đấy phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì giống như cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở đây là cả công tác giáo dục đào tạo của nhà trường và cả công tác đảng.
Thế nên là chi bộ ấy, của nhà trường thì cũng cố gắng là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chứ lại đánh giá hoàn thành thì không thể nào đạt được. Thế một số đơn vị thì vì liên quan đến đảng viên vi phạm chính sách dân số, thế nên là bị đánh giá thì cũng thiệt thòi. Cái thứ hai là tham gia phong trào thi đua thường xuyên thiết thực hiệu quả thì các đơn vị nào cũng tham gia tốt rồi. Cái thứ ba là có ít nhất 70% cá nhân đạt lao động tiên tiến. Cái này là những năm trước ấy, tỉnh Bắc Ninh ngành giáo dục ấy, thì quy định khắt khe về cái tỷ lệ lao động tiên tiến đúng không ạ? Nhưng năm nay thì không. Theo đúng luật là không có gang tỷ lệ gì cả. Ai đạt được, xứng đáng đạt là đạt. Thế nhưng nó có cái tỷ lệ ở cái mức dưới. Tức là để anh đạt được mức này thì anh phải có tối thiểu bao nhiêu người đạt thành tích này. Chứ không tối đa nữa. Trước đây ta tối đa là tôi chỉ cho là tập thể lao động tiên tiến mọi năm là chỉ được 70% cá nhân lao động tiên tiến thôi đúng không ạ? Nhưng giờ không thế. Vậy thì ở đây chúng ta xác định như thế thì ngay từ khi đầu năm ấy, đăng ký ấy, từ các tổ, tổ anh đã đăng ký là tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cũng phải đăng ký 70% trở lên là đạt lao động tiên tiến. Thì trường mình cũng thế và đến cuối năm phải đạt được. Và tất nhiên là nội bộ thì phải đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thì ở đây nó liên quan đến công sở văn hóa đấy. Đúng không ạ? Thế tham gia các cái nội dung khác thì liên quan đến ủng hộ rồi vận động tất cả các thứ thì chúng ta tham gia phải